chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt của chúng tôi. Và ngay sau đây là tin tức: hành động trái ngược lời nói của Trấn Thành và Mai Hồ khiến fan bối rối. Cặp đôi này nói một đằng là một nẻo, khiến các fan không biết đường nào mà lần. Trấn Thành và Mai Hồ đã từng được xem là một trong những cặp đôi trai tài gái sắc được ngưỡng mộ nhất trong showbiz. Thế nên khi đôi này tuyên bố chia tay đã khiến các fan không khỏi tiếc nuối, xen lẫn hụt hẫng và thất vọng. Tuy nhiên, điều đáng nói là chia tay không ít lâu, công chúng và các fan lại thấy Trấn Thành và Mai Hồ tay trong tay đi sự kiện hay bất cứ lần xuất hiện nào cũng cùng nhau. Cả hai đều quấn quýt không rời nửa bước, làm dấy lên nghi án gương vỡ lại lành. Trấn Thành thường xuyên xuất hiện cùng bạn gái cũ ở nhiều sự kiện. Cả hai thoải mái tạo dáng và thậm chí còn khá tình tứ dù đã đường ai nấy đi. Những hình ảnh của Mai Hồ và Trấn Thành vẫn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Mai Hồ tiếp tục đến ủng hộ Trấn Thành trong một chương trình anh làm MC. Tranh thủ lúc quảng cáo, Trấn Thành từ sân khấu đã tiến sát về phía Mai Hồ. Anh không ngần ngại thể hiện cử chỉ quan tâm đến bạn gái cũ trước chốn đông người. Sau đó, khi hết chương trình, Trấn Thành cũng tháp tùng người đẹp về đến nhà. Trên trang cá nhân, Mai Hồ khoe ảnh cực đáng yêu của Trấn Thành và con trai. Dù là con của bạn gái cũ, nhưng nam MC yêu thương chiều chuộng hết lòng. Ở buổi ra mắt game show mới, Trấn Thành còn không ngừng ôm chặt bạn gái cũ trước ống kính phóng viên và liên tục đứng cạnh không rời Mai Hồ trong suốt họp báo. Mai Hồ không ngần ngại chăm sóc Trấn Thành trong hậu trường. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố đó, người ta lại thấy Mai Hồ có mặt tại phòng hóa trang của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi cùng Trấn Thành. Cô có mặt khá sớm và ngồi nói chuyện trong khi nam MC trang điểm và làm tóc. Cặp đôi vẫn quấn quýt không rời nửa bước. Những hành động trái ngược với lời nói này của cặp đôi Trấn Thành và Mai Hồ khiến các fan chẳng biết đường nào mà lần. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.